quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, việc xây dựng hình ảnh thương hiệu Việt Nam lớn mạnh, uy tín, hướng đến một nền kinh tế tăng trưởng xanh là mục tiêu hết sức quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vậy, làm gì để thương hiệu gắn với phát triển xanh? Trong xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa đời sống kinh tế, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, việc các doanh nghiệp Việt Nam phải xây dựng cho mình và hàng hóa của mình những thương hiệu là điều hết sức cần thiết. Trong cái bối cảnh hiện nay thì hầu hết các doanh nghiệp khi mà đã ý thức được cái vấn đề quan trọng nhất, đó là vấn đề chất lượng sản phẩm dịch vụ, thì cũng đều luôn luôn có cái nỗ lực làm sao để thay đổi cái quy mô, thay đổi cái năng lực, thay đổi cái hình ảnh của mình. Chúng tôi cũng mạnh dạn đầu tư các cái dây chuyền công nghệ hiện đại tiên tiến, và để chúng tôi cũng có một cái lợi thế cạnh tranh so với cả các cái sản phẩm cùng loại trên thị trường. Và đặc biệt là khi mở rộng cái kinh tế hội nhập, thì dù có một doanh nghiệp nào đầu tư tại Việt Nam thì các cái công nghệ và với những cái công nghệ mà Tân Đại Thành đã đầu tư, thì chúng tôi cũng tự tin các cái sản phẩm của chúng tôi cũng cạnh tranh sòng phẳng với cả các cái chất lượng của các cái đơn vị nước ngoài. Xây dựng thương hiệu, đặc biệt phát triển thương hiệu gắn với yếu tố xanh ngày càng có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp luôn xác định điều cốt lõi nhất để xây dựng được một thương hiệu mạnh và bền vững, đó là cảm nhận của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ. Đơn cử như là VN Steel Thăng Long, doanh nghiệp luôn xác định xây dựng thương hiệu theo hướng minh bạch và chân thực, gắn kết chiến lược phát triển bền vững vào mục tiêu chiến lược kinh doanh. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng luôn chú trọng phát triển hài hòa các yếu tố kinh tế, môi trường và xã hội. Nhờ đó, doanh nghiệp đã đạt được nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng thương hiệu vì môi trường, nhà máy xanh thân thiện. Theo nghiên cứu mới đây của công ty Neocell Việt Nam, với những sản phẩm nhãn hàng có cam kết mang lại chất lượng tốt, xanh, sạch cho môi trường, có mức tăng trưởng hơn 4%, hơn nhiều so với con số 1% các thương hiệu cùng ngành không có cam kết. Đơn cử, ngành hàng thực phẩm và nước giải khát, các doanh nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu thiên nhiên cho sản xuất, xây dựng nguồn nguyên liệu sạch có mức tăng trưởng nhanh hơn so với toàn thị trường từ 2 đến 11%. Với cái mục đích là tạo dựng một cái thương hiệu quốc gia đối với cả người tiêu dùng, rồi các nhà nhập khẩu mua hàng đối với hàng hóa của Việt Nam, thì cái việc chúng ta một mặt vừa sản xuất ra những cái hàng hóa dịch vụ có uy tín, có chất lượng, bên cạnh đó là xây dựng hình ảnh một nền kinh tế với những cái sản phẩm đó là một nền kinh tế đang phát triển bền vững, phát triển xanh, và trong đó có vấn đề môi trường, thì đây là hai cái mặt không thể tách rời. Một mặt thì đấy là việc của doanh nghiệp, nhưng đồng thời một mặt khác cái phát triển xanh đó là việc của quốc gia, định hướng cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế đi theo. Chất lượng xanh là nhân tố chiến lược tạo nên giá trị mà một thương hiệu cần có để chinh phục người tiêu dùng. Tuy nhiên, để làm được điều này, đòi hỏi các doanh nghiệp luôn đặt vấn đề sức khỏe là nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát triển sản phẩm. Đi cùng với đó là những cam kết về trách nhiệm xã hội và môi trường. Đó là một trong những cách xây dựng niềm tin đối với người tiêu dùng vào những mặt hàng mà doanh nghiệp cung ứng ra thị trường một cách khá hiệu quả. Thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh chương trình cấp nhãn sinh thái, nhãn xanh Việt Nam của Việt Nam. Bên cạnh đó, để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về chương trình nhãn xanh Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ xây dựng tiêu chí cho các sản phẩm xanh ưu tiên tiêu thụ. Đặc biệt, Bộ Công Thương còn thúc đẩy việc công nhận lẫn nhau giữa nhãn xanh Việt Nam với các chương trình nhãn sinh thái của các nước khác. Qua đó, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.